Đó, em set up đó mọi người. Mọi người thấy em như là một con cơm, con cá cơm luôn không? Đấy, để cho mọi người thấy được rằng là em làm việc đến nỗi mà bây giờ là mình như là một con phải nói là cụ thể là ốm á. Chờ em kéo cái mic nha, mọi người thấy em vất vả không? Nhưng mà em đâu có dám than đâu, tại vì mỗi cái bình luận, mỗi cái comment của mọi người á là một cái bài học, cũng như là một cái điều mà em cần phải suy nghĩ. Đó thì không biết là mọi người bây giờ đang làm gì, anh em đang làm gì, khán giả đang làm gì. Đó thì em cũng cố gắng ngồi đây uống ly cà phê và cũng tâm sự với khán giả của mình với cái chủ đề là khán giả là anh chị, là người thân. Đây là video trực tiếp đối với những người khán giả cũng như những người bạn lần đầu tiên đến kênh của em, thì cho em xin một like, một follow. Đấy, tại vì khi mà mình có nhiều follow, mình có nhiều like thì YouTube họ sẽ đề xuất cái nội dung này cho đến nhiều người hơn nữa. Đó, cho nhiều người cần. Và cái video này em không bỏ trong cái hashtag đó, gọi là thẻ đó, em không bỏ. Tại vì sao? Tại vì em đã tìm hiểu ra cái nguyên nhân, lý do tại sao mà các anh chị, em nói chung trước rồi em nói cụ thể sau, các anh chị YouTuber mới là không có view, không có sub. Và bản thân em có nhưng mà em kìm. Thật sự em cũng rất là ngượng khi mà mình có view, có sub mà cái nội dung mà mình đi phối lại, mình sao chép lại. Nhưng mà em với chia sẻ với mọi người là em bất đắc dĩ với làm cái việc như vậy. Thì mọi người nhìn cái cuộc sống của em đi. Giờ này em còn phải là đi làm việc nè, em còn phải đi chạy xe nè, mà em ngồi đây thì em không dám than vãn. Nhưng đây là hết những cái tâm huyết cũng như là hết những cái năm tháng mà em cũng kiên trì, em ngồi em nài nỉ. Mặc dù là anh chị mình xem chỉ để giải trí, xem để biết thêm một cái điều gì đó, nhưng mọi người có biết rằng là những anh em nhà sáng tạo khác, em rất là đồng cảm. Họ đã bỏ ra cái tuổi thanh xuân, họ bỏ ra cái thời gian của họ, họ bỏ ra tất cả mọi thứ, dù thành công hay thất bại, họ cũng là người đối diện, họ cũng là người chấp nhận. Và em đang nói chính bản thân mình. Và khi mà mình có thành quả là AdSense họ trả thu nhập, họ chia sẻ doanh thu cho nhà sáng tạo, khách hàng trả, không phải là khán giả trả. Nhưng mà tại sao em vẫn dành một cái sự tôn trọng đến khán giả nhiều 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 đến như vậy? Tại vì sao? Tại vì khi mình làm ra một cái nội dung hoặc là mình sao chép một nội dung, đương nhiên là người sáng tạo họ cũng phải cân đo đong đếm. Thứ nhất, nó phù hợp với nhà quảng cáo. Thứ hai, nó phù hợp với lại cái điều kiện cho phép của YouTube hoặc là cái nền tảng nhất định. Cái thứ ba nữa là phục vụ cho khán giả trên kênh của mình, cũng như là phát triển kênh với những khán giả họ chưa từng đến kênh của mình. Đó, mọi người thấy áp lực không? Thì đương nhiên sẽ có người thích, có người không thích. Đó, và cái sự góp mặt của khán giả, họ đã dành cái thời gian của họ để mà họ xem, họ ghé kênh, thì đó là một cái điều tuyệt vời, một cái điều vinh hạnh của hầu hết những anh em nhà sáng tạo khác. Đó, em ngồi em nhìn nè, chứ em cũng không có coi sách coi vở. Tại vì á, để làm một cái podcast, bây giờ em đã đủ khả năng để làm podcast, em đã đủ khả năng, đủ thời gian để ngồi đây làm những cái video liên quan tới tài chính, kinh tế, cũng như là kiến thức về kỹ năng. Nhưng tại sao em không làm như vậy? Tại vì em còn cái sứ mệnh của mình, em còn thích đi khám phá đất nước Việt Nam mình, em còn khám phá những cái điều mà em chưa biết. Và em tin rằng cái điều mà em làm cũng là cái điều mà rất là nhiều anh em bạn trẻ ngoài kia đang cần. Khi mà đến được kênh của mình thì đó là giá trị. Thì em cũng biết rằng là thời gian gần đây, cách đây vài hôm, em cũng đã lấy vài cái video
mà thực sự em không biết cái nguồn video đó nó đã tồn tại trên YouTube. Tại vì bản thân cái điều tối thiểu của một nhà sáng tạo là họ không lặp đi lặp lại những cái sai lầm mà họ phạm phải, và đây là một trong những cái sai lầm cũng như là những cái bài học sau này để em quản lý kênh cho những người khác cũng như khách hàng của mình. Và em sẽ không có làm cái điều đó nữa, tại vì nó không cần thiết, vừa mất thời gian vừa mất sức lực. Mà em muốn chứng minh cho các anh chị mình thấy rằng là tại sao em làm được cái điều đó mà tránh được cái quét của hệ thống YouTube, tránh được cái lỗi bản quyền. Tại sao em làm được cái điều vậy? Em ngồi em suy nghĩ hoài và em bệnh luôn. Tại vì bởi với những cái comment, tại vì cái người xem thì nhiều mà người comment thì ít, mà một lần comment cái là em nói rằng là không ai mà không bị áp lực hết, cũng phải cân đo đong đếm. Tại vì không ai mà muốn cái công việc của mình nó gặp vấn đề, trong khi mọi người biết để vận hành cái kênh như thế này, hiện giờ nếu như em không kẹt cái khoản nợ 40 triệu đồng FE, chắc chắn em sẽ đi quay, đi làm cho mọi người nhiều hơn rồi. Tại vì vốn dĩ là em làm rất là nhiều, em tự quay rất là nhiều, mà em không đủ cái sức lực, không có caramel, mà em cần phải đi làm. Em cần phải đi làm, em đang làm việc hàng ngày mà. Em nghĩ rằng là mình chỉ làm thêm thôi để gia tăng những nguồn thu nhập khác nhau. Nhưng mà thực ra là em đã hy sinh cái công việc của mình, giảm giờ làm cái công việc chính của mình lại, và mình đẩy nhiều quá thời gian trên YouTube. Và em nghĩ là nó cũng chưa đủ. Chưa là gì? Đó, chưa là gì mà mình đã dính một khoản đó. Và em cần phải giữ uy tín cho cái đối tác của mình, cho nên là em cũng kiên trì và trả nợ và duy trì, không được mạo hiểm, để ổn định cái khoản nợ đó cho đến tháng 9 năm sau. Chứ em đâu có đến nỗi tệ, em đã có những cái nguồn thu nhập khác nhau. Và hiện giờ anh mình cũng đang làm ô tô. Em không biết rằng là mọi người có thích xem cái nội dung về ô tô hay không. Nếu thích thì em xin phép anh mình và em làm cho quý vị xem, anh em xem. Nhưng mà em không biết là mọi người có thích hay không, thì phải comment để cho em biết. Và tại vì không có ai comment hoặc là âm thầm theo dõi, cũng giống như em theo dõi những người khác, thực sự ra là mình xem để mình áp dụng, mình xem để mình biết, mình xem để mình học. Không đủ thời gian comment, bởi vì mình biết rằng mình có comment người ta cũng không trả lời được, bởi vì họ không có thời gian, hoặc là ai đó đang vận hành kênh họ không có đủ thời gian, nhiều nhất họ thả cho mình trái tim. Đó, mà em không hiểu làm sao mà các anh em mình có thời gian comment như vậy. Thay vì cũng comment thì các anh em comment là một cái gì đó để cho mình cải thiện, mình giúp, mình vượt qua, mình làm. Mà cái comment cái kiểu như là chứng tỏ mình, thì thật ra là em cũng không biết là khán giả là ai, họ đang làm gì. Mặc dù là em cũng có một cái kho dữ liệu studio trên cái dữ liệu phân tích đó, nhưng mà chỉ là nói về độ tuổi, nói về thói quen, nói về ABC, chứ người ta không cái cụ thể. Thì muốn cụ thể hơn thì hãy comment cho em biết rằng là mình đang muốn xem nội dung gì và cần làm cái điều gì. Còn nếu mọi người không làm như vậy, tại vì đây là công việc của em, cho nên em cần phải làm tất cả mọi thứ có thể, với rất là nhiều cái nội dung đa dạng, phù hợp với lại cái điều kiện hoàn cảnh cũng như là cái thời gian của mình. Đấy, cho nên là nó cũng khó tránh được những cái sai sót và có rủi ro. Đấy, thì em cũng nói cho nó thỏa lòng. Em còn làm việc nữa, em muốn bị bệnh, muốn bị cảm luôn. Thậm chí là không ăn, không uống là vì cái công việc như thế này. Và hiện tại cái công việc như thế này, mọi người có biết rằng là khi mà em nhận cho một công ty hoặc là một cái doanh nghiệp nhỏ nào để làm PR marketing, tại vì em có kiến thức về PR, em có kiến thức về truyền thông, em có kiến thức về công nghệ và nhiều cái ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó cũng là quản lý đơn hàng hoặc là kinh doanh, nó cũng có rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và bây giờ em chỉ hỗ trợ tốt cho một cái người nào đó, một cái nhóm nào đó làm tốt về kinh doanh để làm sao truyền thông sản phẩm của mình, thì đó cũng là một công việc. Không nhất thiết em phải đi quay đi làm, nhưng mà tại vì đây là nhu cầu cá nhân của em, cũng như là cái nhu cầu mà em nghĩ rằng là ai ở ngoài kia cũng đang rất là cần. Và trước sau gì trên đời mình cũng phải gặp điều đó, cho nên trước sau gì cũng gặp. Em đã đoán trước được, cho nên em làm. Để chi? Để khi mọi người gặp, mọi người nhập cái thanh tìm kiếm, chắc chắn nó sẽ ra những cái nội dung như thế này, giống như cái kiểu mà em cũng tìm kiếm những cái thanh nội dung
của những anh em sáng tạo khác. Và thậm chí là bây giờ em bỏ cái thời gian của em ra để em coi những cái nghiên cứu cũng như là những cái dữ liệu mà từ nước ngoài bằng phụ đề tiếng Việt đó. cho nên em mới nói là khán giả, là anh, là chị, là người thân, mặc dù họ không trả tiền cho mình, nhưng họ đến với mình, họ xem nội dung của mình, thì đó là một cái điều tuyệt vời. Cũng hơn rất là nhiều người nhà của mình, khi họ không xem mình, họ cũng không quan tâm mình là ai hay làm gì. Và mọi người cứ nghĩ đi, một người chạy shipper mà em có thể làm cái kênh của mình, em muốn nó tăng thì nó tăng, muốn nó giảm thì nó giảm, và muốn có tiền thì có tiền, tùy theo tình huống. Và em cũng có thể làm được như vậy. Thì em không biết nó là thuộc về chuyên nghiệp hay là vì đam mê nữa, tại vì em cũng không phân biệt định được là nó là một thuộc về một cái lĩnh vực nào nữa. Đó, thì khi mà em nhận như vậy thì em cũng là, tại vì YouTube họ cũng rèn luyện, họ cũng huấn luyện cho mình nhiều lắm. Grab cũng vậy, tất cả các ứng dụng công nghệ đều có hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quan trọng là mình sử dụng hay là mình làm việc. Ở trong đó thì mình cũng phải nghiên cứu đến cái tiềm năng, nghiên cứu đến cái độ khả thi, nghiên cứu được cái giá trị sản phẩm thị trường. Và bởi vì em đã có sản phẩm rồi cho nên em không nghiên cứu những cái sản phẩm khác. Là như vậy. Tại vì một lần nghiên cứu, một lần mà làm, nó mất rất là nhiều thời gian, chưa kể là về giá nữa. Rồi mình phải đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng nữa. Nó rất là nhiều cái thời gian. Mà bên cạnh đó em chỉ chạy Grab em cũng đã ok rồi. Em làm thêm YouTube em cũng thật sự là rất là viên mãn. Đó là một niềm vinh dự, tự hào. Nhưng mà để tốt hơn thì cũng phải chiều lòng khán giả, dù mình biết họ chưa phải là đối tác, cũng chưa phải là cái gì, nhưng mà với một cái sự phải nói là tôn trọng tuyệt đối, bởi vì họ nằm trong một cái cộng đồng. Và khi em làm sáng tạo thì nó cũng có một cái nguyên tắc cộng đồng, cho nên luôn luôn nhận mình sai để sửa. Và bởi vì nó quá ức chế, quá là mệt mỏi, cho nên em phải làm cái video này để nhắc nhở bản thân của mình không được edit content, không được sao chép bất kỳ mọi hình thức nào và hoàn cảnh nào, dù nó hay hay là nó dở. Mình chỉ làm cho bản thân mình. Còn nếu mình nhờ người khác, mình phải trả phí và có hợp đồng rõ ràng. Mà em nghĩ là, tại vì em làm cá nhân, em không phải làm doanh nghiệp, em làm cá nhân, khi có doanh thu, khi có đồ, em cũng vẫn phải trả tiền thuế. Và có rất là nhiều cái việc ở ngoài kia mình cần phải làm và học, làm sao đủ cái thời gian để làm những cái điều đó. Nhưng bởi vì những cái comment, những cái điều của các anh chị cứ theo một cái thói quen gọi là nghĩ cái gì mình cũng biết, và rốt cuộc mình không biết cái gì hết. Cho nên buộc lòng em phải làm như vậy. Và em sẽ mở gói hội viên, và những cái gì quan trọng, những cái gì mà em cảm giác như là có giá trị, phục vụ cho rất là nhiều người, em sẽ đẩy vào nhóm hội viên. Và nếu thật sự các anh chị nào cần, hãy trả phí hàng tháng để được sử dụng, còn không có thể nào miễn phí. Còn những cái nội dung trên video dài, chắc chắn em sẽ làm giải trí, nhưng mà muốn xem được các anh em phải buộc trải qua cái vòng quảng cáo. Còn nếu không được thì vốn dĩ người ta không cần. Tại vì bản thân em, khi mà em xem một nội dung của một ai đó, chắc chắn em cũng phải xem quảng cáo để ủng hộ người ta. Bởi vì họ đã cho mình một cái giá trị, một cái kiến thức, một cái niềm vui mà không thể nào mà mình dễ dàng gì có được, mặc dù nó là cái điện thoại của mình. Và em thấy là các anh chị mà khi chưa phát triển, họ không có quyền bật quảng cáo, hoặc là quảng cáo xuất hiện tùy ý. Khi mà đạt được 100 lượt xem ở trên YouTube thì những người đó họ rất là có giá trị, nhưng họ không biết làm sao để tăng lượt like, lượt sub, làm sao để cho nhiều người biết hơn cái nội dung của mình. Thì khi đó em mới thấy là đồng cảm với những anh chị như vậy. Và em rất là thích xem những cái nội dung như vậy, bởi vì dù nói như thế nào mình cũng học được một điều gì đó, và mình cũng không mất quá nhiều thời gian để xem quảng cáo. Và nếu mà khi mà cái nội dung mà có nhiều lượt like, lượt sub mà quảng cáo nó xuất hiện nhiều,
thì các anh em mình cũng phải vui vẻ và thông cảm đi. Còn nếu như mình không xem vui lòng, mình chuyển kênh để mà mình tìm những cái nội dung nó tốt hơn, nó hay hơn. Bởi vì YouTube không phải là người trả lương cho những nhà sáng tạo, mà cái nguồn thu nó đến từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau, từ Google AdSense, từ Affiliate Marketing, từ khách hàng của mình ở ngoài đời thật, không phải trên cái nền tảng như thế này. Mọi người nghĩ nó là ảo nhưng thật sự nó không phải ảo đâu. Em lại bằng da bằng thịt em ngồi đây em làm, đâu phải là em vô công rỗi nghề đâu. Và em cũng là đấu tranh với gia đình mình rất là nhiều để mà mình tồn tại trong cái công việc sáng tạo cũng như là công việc chạy xe ôm. Nhưng mà mọi người biết cái doanh thu của em nhận lại thực sự nó còn cao hơn những anh em lao động bình thường. Là vì lý do gì? Em làm 12, 14, 16 tiếng và thậm chí là không có đủ cái thời gian để làm, không đủ sức khỏe để làm. Và em biết là mình không có đủ cái thời gian như vậy, và mình còn cần nhiều thứ khác nữa và nhiều cái nhu cầu cao hơn nữa. Buộc lòng em phải chọn đến những cái con đường làm sao trước khi mà mình kiệt sức, trước khi mà mình không có đủ sức mình làm việc ở ngoài đường, thì mình làm sao có thể là hướng dẫn và chỉ cũng như là hỗ trợ những anh em khác họ trong cái lĩnh vực đó vẫn có thể là áp dụng vào trong thực tiễn, áp dụng vào cuộc sống của họ, giải quyết được cái vấn đề của họ, thì đó là một niềm vui. Cũng giống như cách mà các anh em nhà sáng tạo ở trên này em đã được học và áp dụng làm theo. Bây giờ hỏi em có bao nhiêu người thầy, em không biết em tính được bao nhiêu người thầy và em cũng không biết họ là ai, nhưng mà em âm thầm biết ơn họ. Thì em tin rằng, em hy vọng rằng mọi người, mọi khán giả trên kênh cũng như em, mình không thích thì vui lòng mình bỏ, mình đừng có quan tâm. Còn một khi mình quan tâm thì kể cả nhà sáng tạo họ cũng không có kiểm soát được nữa. Tại vì cái dữ liệu người dùng, thông tin người dùng thực ra đã được thu thập từ rất là lâu và thu thập hết rồi, không có cái gì gọi là riêng tư nữa đâu. Vấn đề là những cái nền tảng uy tín đó hay là không uy tín, họ sử dụng vào mục đích gì mà thôi. Đó, cho nên mình đừng có nghĩ là mình cái gì cũng biết. Không biết đâu, khi cái video này em chia sẻ cũng như vậy, nó cũng sẽ bị được lan truyền, rồi nó cũng đâu có công khai. À quên, nó đâu có riêng tư. Mà nếu riêng tư thì ai mà biết mà xem? Rồi những anh em khán giả trên kênh của mình làm sao họ biết? Và đây là bản thân em nè, em nè, đó, thấy không? Để mọi người biết rằng là em cũng là chập chờn bước vô con đường YouTube này. Mặc dù em đang hỗ trợ rất là nhiều anh chị, nhưng mà những cái kênh mà em hỗ trợ gấp 10, gấp 15, gấp vài chục lần em, là vì lý do gì? Mà họ không gặp vấn đề gì hết, họ chỉ bị stress, căng thẳng và áp lực. Nhiều khi là bị mất động lực, cũng như là mất niềm tin, cũng như là bị đuối. Còn bản thân em, khi mà em đuối quá, em cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Em chạy xe, chạy xong về ngủ, rồi tiếp tục làm việc. Rồi, hôm nay em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đó là tất cả những gì là em muốn chia sẻ. Khán giả là anh, là chị, là người thân vậy thôi. Tại vì em vốn dĩ ra là hiện tại em ngồi một mình, cũng không có ai bên cạnh vậy thôi. Em cũng không có đi sâu quá. Bye bye và hẹn gặp lại.